Từ ngàn đời nay, trầm hương được xem như là một loại thảo mộc quý hiếm. Vì trầm hương được tạo thành bởi thiên nhiên nên có tác dụng tránh gió trừ tà, mang lại may mắn cho chủ nhân. Ngoài ra, trầm cũng làm thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và mang tới một giấc ngủ sâu. Ngoài ra, trầm cũng được chế biến thành những món trang sức lộng lẫy, đắt tiền và đẳng cấp. Trầm hương Nguyễn Agarwood Jewelry chuyên cung cấp trầm thật, bảo đảm uy tín 100%. Chúng tôi có thương hiệu tại Mỹ trên 9 năm và tại Việt Nam trên 30 năm. Sẽ mang tới những món trầm thật cho quý vị. 714-588-9989. Khánh Hoàng xin tất cả kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV. Một lần nữa chúng ta lại trở lại với chương trình show của Trầm Hương Nguyễn và giới thiệu tới quý vị những món trầm hương rất là giá trị và rất là hữu dụng trong cuộc sống của chúng ta. Và Khánh Hoàng xin được giới thiệu một lần nữa cô Hương Nguyễn là giám đốc của Trầm Hương Nguyễn. Chào Hương Nguyễn. Chào anh Khánh Hoàng. Hương Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị, anh chị em cô chú đang xem chương trình. Hôm nay thì Hương Nguyễn với lại anh Khánh Hoàng lên đây là để giới thiệu những cái mẫu sản phẩm có trong ngày hôm nay. Có hình ảnh và thông tin chi tiết rõ ràng để quý vị mình có thể là mình mà thích một cái sản phẩm nào thì mình phone ngay cho Hương Nguyễn để mà mình sở hữu những cái sản phẩm giá trị về tâm linh, về sức khỏe. Vì là khi mà cái người mà khi người ta có một cái giống như là trong cuộc sống đôi khi là giống như người ta nói là một cái sự may mắn không phải tự nhiên mà có, giống như mình phải mua, phải xin, phải cầu, phải khẩn, phải tạo ra cái sự may mắn đó. Cho nên là cái sản phẩm trang sức trầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất là trầm zin 100%, không có bất cứ tạp chất hay là hóa chất nào hết. Nó sẽ đem đến cái sự giống như là mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn mọi thứ, và nhất là cái sức khỏe của mình. Và cái sức khỏe là quan trọng nhất khi mình đeo những cái sản phẩm trầm hương thật 100%. Em có thể chia sẻ thêm về cái những cái câu chuyện mà thường em đã hay kể với anh là có những người mà họ đeo trầm hương và sau một thời gian thì họ đã có những sự may mắn gì họ chia sẻ với em, cũng rất là hay đó. Em có thể chia sẻ với khán giả được không? Thì em chia sẻ một cái câu chuyện ngắn vui như thế này. Có một chị khách là chị Mai, chị Mai cũng là khách hàng thân thương bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Chị mua rất là nhiều và chị rất là dễ thương luôn, và chị ra chị cứ mua hoài. Chị lâu lâu có chị ra chị mua sản phẩm thì chị mua có 2-3 chuỗi thôi, nhưng mà nhang trầm hương là chị mua rất là nhiều. Và cứ khi hết là chị cứ đến chị mua và chị cứ nói là trời Hương ơi, em có biết không, chị đeo cái vòng trầm á, xong á chị trúng số á, trúng không có nhiều đâu nhưng mà chị trúng mấy trăm đô à, nhưng mà chị cảm giác nó rất là vui và chị rất là thích. Mà chị nói người ta, chị sợ người ta không tin cho nên là chị không nói, chị chỉ chia sẻ với em thôi. Dạ cảm ơn chị Mai rất là nhiều, vì là mỗi tuần đều có những cái câu chuyện của người khách, mà những người khách đó là những người khách thật sự trải nghiệm thật sự. Và Hương Nguyễn có xin những cái video nhưng mà có người cho, có người không có cho, người ta ngại. Người cho, có người không cho. Cái lý do thì chắc chắn quý vị coi hai cái show đầu tiên của chúng tôi thì quý vị cũng biết rồi, đó là trầm hương được tạo từ thiên nhiên, tạo từ những cây gió bầu bị tổn thương và sau một khoảng thời gian khá lâu, cả mười mấy, hai chục năm, nhiều khi lên cả mấy chục năm luôn. Hương có nghĩa là cái trầm hương mà do con người mình trồng cấy thì người ta trồng cây gió bầu khoảng 5-7 năm và sau đó người ta cấy men vi sinh để tạo trầm thì nó mất khoảng từ 15-16-20 năm. Là người trồng, người nhân trồng, tạo đó. Dạ nhân tạo. Còn cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên á thì nó đã hình thành từ mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm, mình không thể đoán được. Đó là lý do mà cái những cái món trầm hương nó rất là có cái ý nghĩa thiêng liêng rất là cao. Bởi vì nó được tạo từ núi rừng, tạo từ tự nhiên, tạo từ thiên nhiên, cho nên nó có ý nghĩa tâm linh rất là cao, cho nên thường hay mang đến sự may mắn cho chúng ta. Và bây giờ thì như Trầm Hương Nguyễn chia sẻ là chúng ta sẽ vào chi tiết những cái món hàng đặc biệt, đặc trưng của công ty Trầm Hương Nguyễn. Đúng rồi, mình sẽ lên những cái mẫu sản phẩm có trong ngày hôm nay. Và quý vị ơi đừng đi đâu hết nha, mình ở lại xem màn hình để mà cuối chương trình, mỗi lần cuối live thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ có một cái món quà tặng đặc biệt cho quý vị, cho một người khách duy nhất thôi. Và trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là nhang không tim. Mỗi một ống nhang như vậy á, là hai trọng lượng là 20g nhang không tim. Và khi mình để mình xong trong nhà, xong ở tiệm, xong ở phòng ngủ hay là lúc mình ngồi thiền thì nó sẽ thanh lọc không khí, nó giúp cho phổi nó và nó, những cái người nào mà giống như là bị mất ngủ nhiều thì sẽ giúp cho những người đó có giấc ngủ tốt hơn, và nó khử được những cái mùi ẩm mốc trong nhà luôn. Dạ, và nhang không tim bên công ty Trầm Hương Nguyễn là những cái loại nhang organic 100%, là trầm hương thật 100%. Giá của cái mẫu đầu tiên này là giá 59 đồng cho một ống nhang không tim, và trên 200 đô là công ty Trầm Hương Nguyễn miễn phí ship trên toàn nước Mỹ và Việt Nam. Và quý vị là nhang không tim này đó, Khánh Hoàng thấy có cái hay á là nó không có những miếng gỗ ở giữa, cho nên nó hoàn toàn nó không có những tạp chất.
cái mùi nó rất là tinh khiết, rất là thanh lọc cái không khí. Mà Khánh Hoàng hầu như mỗi ngày hay là lâu lâu mấy tiếng đồng hồ á thì Khánh Hoàng đốt một cây mà một ống như vậy đốt rất lâu, quý vị, đốt cả mấy tháng không hết. Dạ đúng rồi, dạ cỡ mấy tháng. À, mẫu tiếp theo vẫn là nhang không tim. À, nhang không tim này là giá là 185 đô, vẫn là 20 gram, giá là 85 đô cho một ống nhang không tim, khoảng 100 thanh nhang hơn trong đó, giá là 85 đô. Đó là một cái nhang mà nó nhiều hơn đúng không? Dạ không, nó cũng là trọng lượng 20 gram, nhưng đúng mà loại cái chất lượng nó sẽ khác nhau. À, chất lượng nó cao hơn. Dạ đúng rồi. Rồi trên màn hình quý vị đó là nhang không tim, và chất lượng của cái nhang trầm này nó tốt hơn cái loại 85 đô, là giá 110 đô, vẫn là 20 gram trong một cái ống nhang như vậy, hoặc khoảng 100 thanh nhang hơn, giá là 110 đô, và mua trên 200 đô là công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ miễn phí ship trên toàn nước Mỹ và Việt Nam. Nhớ nhé quý vị, mẫu không tim 100 cây cái loại này thì chất lượng tốt hơn là giá 110 đồng, nhang không tim Trầm Hương thiên nhiên rồi. Dạ. Và trên màn hình quý vị đây là loại nhang không tim, mà loại VAV là loại mắc nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay, giá là 135 đô cho một cái ống nhang không tim, trọng lượng của nó là 20 gram, cũng khoảng 100 thanh nhang hơn trong đây. Cái mùi này chắc cũng sẽ khác biệt hơn dạ, so với những mùi kia. Dạ. Đây là hàng cao cấp nhất quý vị, nhang không tim của Trầm Hương Nguyễn cộng với hồ lô cắm nhang luôn. Dạ đúng rồi, cái hồ lô cắm nhang là luôn luôn được tặng kèm theo cái ống nhang. Vâng, giá là 135 đô, đây là hàng cao cấp nhất của nhang không tim. Rồi, và trên màn hình quý vị nhìn thấy đó là cái khay gỗ để xông nhang trầm, giá là 30 đô. Và mình cái khay gỗ này mình để cái thanh nhang vào trong, mình xông trầm á thì nó sẽ giống như nó rớt cái tàn vào trong cái khay gỗ này luôn. Và khi mình xông trầm xong, mình chỉ cần đi đổ cái tàn nhang và mình xông lại cái thanh nhang khác, giá là 30 đô, và mình xài hoài, xài mãi mãi luôn đó. Ở bên trong nó có cái miếng chống cháy nên cả nhà mình yên tâm nha. Mình để cái thanh nhang ở bên trong xong giống y như trên hình như vậy, giá là 30 đô cho cái khay bằng gỗ này. Khánh Hoàng có xài qua cái này một lần, mấy lần trước thì mình cắm vô cái lư, nhưng mà kỳ này xài bằng cái khay thì rất là tiện lợi. Dạ. Bởi vì thứ nhất là không văng tàn ra tùm lum ở khắp mọi nơi, và thứ hai là cái khói nó ra đó rất là đều. Dạ. Nó lan tỏa khắp nơi rất là đều, và cái điểm đặc biệt là nó sẽ có miếng chống cháy rất là hay. Dạ. Rồi, và trên màn hình của quý vị đó là bột trầm hương. Thì cái bột trầm hương này cũng giống như cái nhang trầm hương. Thay vì cái nhang trầm hương là bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ dùng cái hồ kích dính để xe thành thanh nhang, chứ không có dùng hóa chất hay là keo gì hết. Cho nên mình xông bột trầm cũng giống như nhang trầm, nó sẽ thanh lọc không khí, nó tốt cho phổi và nó giúp khử những cái mùi ẩm mốc trong nhà. Và những người nào mà bị mất ngủ nhiều thì xông nhang trầm cũng rất là tốt. Và những người nào mà bị allergy rất là nặng thì xông nhang trầm hay là bột trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn đều rất tốt nha. Không có vấn đề gì allergy hết, vì là không có tạp chất và hóa chất. Cái hũ bột trầm này là trọng lượng 30 gram, giá là 170 đô, và 30 gram như thế này thì mình sử dụng trên 3 tháng nha cả nhà mình nha. Wow, cái bột này Khánh Hoàng thấy cũng rất là tiện lợi nè, mình bỏ vô cái lư đúng không? Dạ đúng xong rồi. Xong rồi mình để một nhúm, xong rồi cái mình đốt. Dạ không? Đúng rồi. Một nhúm này khoảng đốt khoảng bao lâu thì nó hết? Mình đốt một lần là khoảng một muỗng, thì mình đốt nó cháy khoảng từ 7 đến 10 phút, nhưng mà cái hương nó lưu trong nhà từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Wow, dạ. Hương nó sẽ đậm đà hơn đúng không? Dạ. Rồi, và tiếp theo là cái bột trầm hương trọng lượng nó nặng hơn 50 gram, và mình mua cái hũ 50 gram sẽ lợi hơn cái hũ 30 gram, giá là 270 đô cho cái hũ bột trầm hương này. Và cái hũ bột trầm hương này người ta cũng hay mua để tặng cho cha nhà thờ nè, rồi tặng cho bên chùa cũng được, vì là cúng dường cho chùa và tặng cho cha nhà thờ, vì là bên đạo Thiên Chúa thì người ta cũng dâng hương trầm cho Chúa và trong những cái dịp lễ lớn, cho nên là cũng có rất nhiều khách hàng đã mua những cái sản phẩm bột như thế này để tặng cho cha nhà thờ, hoặc là cúng dường cho chùa, hoặc là mình mua để mình sử dụng trong nhà. Cái cân nặng của nó là 50 gram, giá là 270 đô, khi mình mua cái hũ 50 gram này sẽ lợi hơn. Và 270 đô này mình sẽ xài trên 6 tháng. Wow, cái hộp mà nhỏ như vậy thôi mà cũng chúng ta có thể sử dụng đến 6 tháng. Mà giá chỉ 270 đô thôi. Không những trong các chùa, trong nhà thờ, mà tất cả quý vị nào mà ở nhà hay niệm Phật tụng kinh trong cái am nhỏ của mình, hoặc là ngồi thiền hay là tịnh tâm, thì chúng ta có thể đốt miếng bột sông cầm này ha. Giá là 270 đô. Dạ, và trên màn hình quý vị đó là cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng, ở bên trong có cái miếng chống cháy để dành mình xông bột trầm, cũng giống như là nụ trầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn, giá là 60 đô. Vâng, đây là cái lư cũng khá là tiện cho chúng ta ha.
Rồi 60 đô. Rồi trên màn hình quý vị đó là cái nụ trầm hương. Nụ trầm hương thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn cũng dùng hồ kết dính chứ không có dùng cái tạp chất hay là hóa chất nào hết. Cho nên mình bỏ vào cái lưu mình xong thì cũng sẽ thanh lọc không khí, tốt cho phổi và giúp những cái khử ẩm mốc trong nhà. Giá là 280 đô cho cái trọng lượng 50 gram là trên 72 nụ. Cái này là Khánh Hoàng nhớ tới hồi đó Khánh Hoàng có mua cái loại mà loại mua ở ngoài chợ đó. Thực sự nó khói mà rất là hôi. Mình nghe nó thoáng thoáng thì mình nghe nó hửi nó mùi nó ok, nhưng mà khi mà nó đến cái cao trào mà nó lên khói nhiều á, rất là hôi. Nhưng mà Khánh Hoàng tin chắc là cái nụ tâm hương này không bị hôi, đúng không? Dạ, nó sẽ khác biệt rất là hoàn toàn. Rồi và cái đây là cái bàn tay Phật, giống như mình để cái nụ trầm hương lên mình xong, giá là 20 đô cho để mình xong cái nụ trầm. Wow, rất đẹp, thích hợp để lên bàn thờ ha. Rồi. Rồi và trên màn hình quý vị đó là cái giỏ trầm miếng đốt mình để xong bằng cái lưu bằng điện. Mình có thể để trong phòng ngủ hoặc là phòng khách thì cái công dụng của nó cũng giống như nhang trầm thôi. Giá là 30 gram của nó là 160 đô cho cái giỏ trầm miếng đốt này. Trầm miếng đốt 160 đô. Dạ. Và trên màn hình quý vị đó là trầm miếng đốt 50 gram giá là 260 đô. Sẽ tiện hơn cái loại 30 gram mình xài. Mình cũng xài mấy tháng vậy đó, nhưng mình mua nặng gram hơn thì sẽ lợi hơn nha. Rồi trầm miếng đốt 260 đô. Trên màn hình quý vị đó là cái lư bằng điện để xong trầm miếng đốt giá là 120 đô. Lư bằng điện có nghĩa là mình sẽ cắm điện vào nó sẽ có cái dĩ nên nó đốt cháy mấy cái miếng đó. Đúng rồi. Rồi trên màn hình quý vị đó là trầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 7 ly, mix với lại trầm ngọc hòa điền và trầm ngọc bích giá là 3.400 đô, dành cho cổ tay nam và nữ luôn. Và cái này mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ, hoặc là mình lận tràng hạt thì cũng rất là tốt luôn. Giá là 3.400 đô cho cái trầm núi rừng mộc tự nhiên này. Rồi và tiếp theo trên màn hình quý vị đó là mặt dây chuyền mẹ quan âm, được bọc với lại vàng trắng, giá là 2.200 đô. Và cái này là trầm núi rừng mộc tự nhiên, tầm hàng trung mình đeo nó sẽ đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp luôn, dành cho nam và nữ đều đeo được hết. Giá là 2.200 đô. Cái mặt dây chuyền này nó bự bằng bao nhiêu? Nó bằng ngón tay cái mình đó. Bằng ngón tay cái cũng khá bự. Rồi trên màn hình quý vị đó là trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay hạt 7 ly. Cái này là mình một cái vòng đôi, mình quấn lại hai vòng mình đeo trên cổ tay, hoặc là mình có thể bung ra mình làm sợi dây chuyền đeo sát cổ đều được luôn. Giá là 1.800 đô cho cái trầm núi rừng mộc tự nhiên hạt 7 ly này. Hạt 7 ly nha quý vị, 1.800 đồng. Trên màn hình quý vị đó là trầm hương do con người trồng cấy, vòng đeo tay hạt 12 ly, mix với lại đá mắt hổ vàng, giá là 250 đô. Và bây giờ thì cái chương trình hôm nay thì đã hết rồi, hết giờ. Thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ tặng cho một người duy nhất gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất với số phone là 714-588-9989 thì mình sẽ được tặng cái gift card 100 đô mua sản phẩm giá trị trên 1.000 đô. 100 đô đó mình phải mua cái giá trị trên 1.000 đô nha quý vị. Chứ giờ quý vị cầm 100 đô đó mà mua ống nhang thì thôi là không được. Cho nên là cái nào thì Hương Nguyễn nói rõ ràng cái đó. Người nào gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất thì sẽ được tặng gift card 100 đô mua sản phẩm trị giá 1.000 đô trở lên. Còn nếu như người nào không gọi về sớm, người thứ hai gọi thì muốn mua sản phẩm vẫn phải trả full giá, là sẽ không được tặng đúng giá niêm yết. Như vậy là kính thưa quý vị, đối với khán giả của Vietface TV, sau khi quý vị xem xong chương trình này thì quý vị hãy gọi ngay về cho Hương Nguyễn, cho Trầm Hương Nguyễn, để mà quý vị có một cái món quà của Trầm Hương Nguyễn gửi tặng cho quý vị trị giá là 100 đô. Nếu quý vị mua những cái món hàng ở tại nơi này, mà những món hàng ở tại Trầm Hương Nguyễn như chúng tôi đã chia sẻ ở những chương trình trước, đây là những món trầm hương thật 100%, hoặc từ thiên nhiên hoặc từ con người trồng cấy, mà bảo đảm là hàng thật không phải là hàng giả. Cho nên quý vị yên tâm về cái chất lượng, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ. Nếu mà quý vị yêu mến trầm, nhất là trầm thật, thì quý vị hãy gọi cho Trầm Hương để Trầm Hương giúp cho quý vị phân biệt trầm thật, trầm giả như thế nào. Khi mà quý vị biết rồi, quý vị có khái niệm rồi, quý vị sẽ rất là tự tin. Như là Khánh Hoàng nè, sau chỉ một lần thôi, Hương Nguyễn chia sẻ với Khánh Hoàng đó, ồ đây là trầm thật, đây là trầm giả. Quý vị có sự so sánh rồi thì quý vị sẽ rất là an tâm. Đặc biệt là những quý vị ở những tiểu bang xa, quý vị nói là ồ tôi ở tiểu bang xa, không biết là tôi làm thế nào mà tôi gặp cô, tôi biết tin tưởng, thì không biết mình có cách nào để cho quý vị khán giả có một sự kết nối và sự an tâm không Hương Nguyễn ha? Thường thì em sẽ FaceTime gọi cho khách để coi những mẫu sản phẩm trong tiệm và chỉ cho người ta những cái cách phân biệt về trầm hương thật và trầm hương giả nó như thế nào.
Cho nên quý vị hãy gọi thẳng về cho Hương Nguyễn ở số điện thoại là 714-588-9989. Chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc cho quý vị về vấn đề trầm hương. Còn đến đây thì một lần nữa, đó là những cái món hàng của công ty Trầm Hương Nguyễn đã gửi đến cho tất cả quý vị. Mong rằng quý vị sẽ yêu thích một món trầm hương nào đó. Quý vị hãy gọi về cho Hương Nguyễn để quý vị có thể sở hữu ngay từ bây giờ quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời Hương Nguyễn có lời chào đến quý vị khán giả. Dạ Hương Nguyễn xin chào tất cả quý vị, anh chị em, cô chú đã thương yêu công ty Trầm Hương Nguyễn đã hơn gần 10 năm vừa qua. Dạ, và cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã đặt niềm tin đến công ty Trầm Hương Nguyễn, và bên công ty Trầm Hương Nguyễn luôn luôn muốn mang đến những cái sản phẩm trầm thật, giá trị thật và sức khỏe thật cho tất cả những anh chị em cô chú đã yêu tin yêu cái công ty Trầm Hương Nguyễn này. Và bây giờ Khánh Hoàng xin tạm kết chương trình với một câu slogan của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là sức khỏe, may mắn và đẳng cấp của bạn. Với công ty Trầm Hương Nguyễn, từ ngàn đời nay trầm hương được xem như là một loại thảo mộc quý hiếm, vì trầm hương được tạo thành bởi thiên nhiên nên có tác dụng tránh gió trừ tà, mang lại may mắn cho chủ nhân. Ngoài ra trầm cũng làm thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và mang tới một giấc ngủ sâu. Ngoài ra trầm cũng được chế biến thành những món trang sức lộng lẫy, đắt tiền và đẳng cấp. Trầm Hương Nguyễn Agarwood Jewelry chuyên cung cấp trầm thật bảo đảm uy tín 100%. Chúng tôi có thương hiệu tại Mỹ trên 9 năm và tại Việt Nam trên 30 năm, sẽ mang tới những món trầm thật cho quý vị. 714-588-9989.